Mọi người có thấy gì không? Trời đang mưa nè. Nhưng thực ra cơn mưa này chỉ có trong mơ thôi nha. Nó được tạo ra từ cái vòi tưới tự động. Trời nắng quá cho nên lúc nào cũng mong mưa hết. Bây giờ Bon sẽ đi ra đồng hái một ít sen về nấu cái món chè ăn cho nó mát. Ngày hôm nay trong cái clip này á, bạn nào có cái triệu chứng sợ lỗ thì mọi người yên tâm nha, Bon sẽ không quay cận cảnh lúc hái sen nữa. Tại vì nghe mọi người nói thấy thương quá. Cho nên là ngày hôm nay Bon sẽ để máy xa để Bon đi hái sen nha. Nghe mấy bạn nói nhìn vào cái đài của bông sen này nè mà rợn hết cả mình. Cho nên là ngày hôm nay Bon sẽ để xa. Bon mới đặt máy như vậy rồi mà bạn nào nhìn ra nữa là Bon chịu thua đó nha. Nãy Bom chỉ hái đủ cái nồi chè thôi. Bây giờ mình sẽ đi về. Hai em ta chạy theo Bom đi bẻ sen mà ra ngoài này nằm trên nóng. Con này con tép, con này con tôm to hơn. Thì con tép là chuyên gia đi ra đồng nằm ngủ nha. Để mọi người xem mắt của ảnh liêu nhiêu nè. Bom vừa về đến bếp rồi, thì ngày hôm nay Bom sẽ nấu cái nồi chè hạt sen với đậu xanh và nha đam. Đậu xanh này thì trước khi đi bẻ sen Bom đã ngâm rồi. Bây giờ Bom sẽ chạy vô trong vườn của mẹ Bom hái thêm một ít bẻ nha đam nữa. Đây mọi người xem nè, ngày hôm nay bước vô vườn rau của mẹ Bom á, bị thu hút bởi cái đám cải bẻ xanh này. Nhìn nó non ngon chưa? Cái này mà có bánh xèo hoặc là thịt nướng á, cuốn là hết bài luôn. Bây giờ Bom sẽ qua kia hái nha đam nha. Rồi, chắc là hai bẻ được rồi. Sau ngày hôm nay Bom thấy đi hái nha đam mà cầm cái rổ này đi thấy vô nghĩa quá ta. Thường mà hái nha đam xong á, Bom sẽ dùng cái dao Bom cắt cái phần gốc đi để cho cái muỗng nhựa vàng ở bên trong nha đam này nè nó chảy ra hết nha. Đấy, mọi người thấy không? Bây giờ cái màn sơ chế hạt sen sẽ là lâu nhất trong cái nồi chè của mình. Thì đầu tiên Bom sẽ đi tách mấy cái hạt ra khỏi cái đài nè. Rồi sau đó mình sẽ lột cái vỏ của nó rồi lại lấy thêm sen nữa. Nên là khá là lâu. Nãy giờ có tính thời gian á, thì sau 15 phút Bom đã tách được hết cái hạt sen ra khỏi cái đài rồi. Bây giờ bước tiếp theo là Bom sẽ tách cái vỏ của nó nha. Cái hạt sen này thì mình sẽ dùng cái kéo á, mình cắt hai đầu xong rồi giờ mình chỉ cần lấy cái mũi dao mình nạy dưới này là nó bung ra. Lát nữa mình sẽ dễ lấy cái tim sen ra luôn. Bom về chỗ đi vô trong bếp thôi, ở ngoài này nắng rồi. Sau khi tách xong cái phần vỏ thì mình sẽ tiếp tục lấy cái phần vỏ lụa nha. Và đây là cái cách nè. Bình thường á, là Bom sẽ xoắn theo cái hình xoắn ốc như vậy á, thì cái vỏ lụa mình nó sẽ ra hết. Bom ngồi trên ghế mỏi quá cho nên là Bom ngồi bệt xuống dưới nền nhà luôn rồi. Bây giờ mình lấy tim sen nữa là xong nha. Và đây là cái cách mà Bom lấy tim sen nè. Dùng một thanh tre góc nhỏ một đầu đẩy xuôi là cái tim nó tự động lên nè. Đó. Bom làm chậm lại cho mọi người xem nha. Đây. Mình đó. Cực kỳ nhanh luôn. Nó làm chậm mà Bom làm hơi nhanh rồi. Bom chưa thấy cái tim sen. Rồi, đây. Đó, đẩy vài lần tự động lên thôi. Rồi, cuối cùng thì Bom cũng đã làm xong cái mớ hạt sen rồi. Cái này thì lát nữa Bom sẽ mang đi rửa lại cho nó sạch bụi. Bên này mọi người xem nè, cái hạt đậu xanh của mình nó hút khô nước luôn rồi. Ở đây là tim sen Bom vừa lấy ra. Còn cái này là mấy đợt trước nè, Bom đã dành lại phơi giờ nó khô rồi. Rồi bây giờ Bom sẽ đi làm nha đam nha. Làm nha đam thì cũng khỏe thôi, mình chỉ việc gọt hết cái vỏ xanh này xong rồi đem đi ngâm với nước muối là được. Nha đam sau khi ngâm muối xong á thì Bom sẽ đi thái hình hạt lựu nha. Thì thường hạt lựu á thì Bom sẽ thái theo cách này. Mình sẽ giữ lại một đầu. Tại vì nó nhớt á, mình cắt ra hết á thì nó sẽ bị trượt. Nên là Bom sẽ giữ đầu này lại xong rồi sau đó mình cắt. Thì nó sẽ không có bị chạy nha. Bây giờ Bom sẽ hái thêm mấy cái lá dứa nữa để lát mình nấu cho cái nồi chè mình nó thơm. Mình hái khoảng 3 lá đi. Đây mọi người xem ra cây tắc của nhà Bom nè. Cháy quá trời luôn nha. Tổng hợp lại lần cuối cái mâm nguyên liệu của Bom đã xong rồi. Đây là hạt sen nè, đậu xanh, nha đam
Và đường ở đây thì Bom dùng là đường phèn nha. Đầu tiên là Bom sẽ bắt cái nồi nước, và sau đó là mình cho lá dứa vào trước nha. Cái nồi nước của mình sôi rồi nè. Đây mọi người có thể thấy là cái nước lá dứa nó ra xanh đẹp chưa. Bây giờ Bom sẽ cho hạt sen và đậu xanh vào luôn. Tại bình thường khói quá. Bình thường là Bom sẽ cho đậu xanh vô trước, nhưng mà tại vì ngày hôm nay đậu xanh của mình ngâm khá lâu rồi cho nên nó nở rất là mềm, không nghĩ là nó sẽ mau chín á, cho nên là Bom sẽ cho hạt sen với đậu xanh vô cùng lúc luôn. Đây mọi người xem nè, Bom mới chạy vô nhà uống có xíu nước mà ở ngoài này cái nồi chè của mình nó sôi trào ra bên ngoài cái vỉ luôn. Nồi chè nhìn ít hẳn đi luôn mà. Bây giờ Bom sẽ lấy cái lá dứa ra luôn nha. Nồi gang này thì Bom nấu nó không có sợ cháy, khói cay mắt quá. Bây giờ chắc là Bom sẽ châm lại nước nha, nãy giờ nó sôi nó trào ra bớt nước rồi. Đây mọi người xem nè, sau khi châm nước lại thì nồi chè mình nó cũng sôi rồi. Bây giờ Bom sẽ cho nha đam vô nữa là xong rồi đó. Đợi một xíu nữa Bom sẽ nêm đường nha. Thì ngày hôm nay Bom sẽ nêm cái nồi chè của mình ngọt hơn bình thường, tại vì lát nữa mình ăn với đá, nó mát cho nó ngon. Chưa ngọt thì Bom cho thêm nữa. Ở đây Bom sẽ nêm thêm một xíu đường nữa, tại vì với cái chén đường lúc nãy là nó vừa ăn thôi, nhưng mà ăn với đá là sẽ bị lạc á. Hồi Bom làm cái bếp này không có làm cái ống dẫn khói, Bom cứ nghĩ là khói nó sẽ bay ra ngoài thôi, nhưng mà gió nó thổi có khi nó bay ngược vô trong không mà. Giờ là vừa ăn rồi nè, cái này mà cho đá vô là ngon rồi đó. Bây giờ Bom sẽ múc chè ra tô cho nó nguội rồi mình bỏ đá vô ăn nha. Mọi người thấy nồi chè của Bom hấp dẫn không? Hạt sen tươi nấu ngon lắm. Rồi, Bom để cho nó nguội xong mình cho đá vô ăn. Cái tô chè của Bom nguội rồi, bây giờ Bom cho đá vô nha. Trộn đều lên. Rồi, Bom mời mọi người ăn chè với Bom nha. Xin lỗi mọi người trước nha, người ta ăn chè bằng ly còn Bom ăn nguyên một tô luôn. Mời mọi người. Cái cảm giác đầu tiên khi Bom bỏ trong miệng là nó mát lạnh luôn. Tại vì nó có đá. Cái thứ hai nó nhai trúng cục nha đam á thì nó giòn sực sực. Còn hạt sen thì nó dẻo dính răng luôn nè. Rất là thơm ngon nha. Thơm cái mùi của cái hạt đậu xanh á. Nó nhừ ra thơm lắm. Cộng với cái lá dứa nữa. Đúng rồi, chè của mình vừa thơm vừa ngon. Bỏ đá vừa ăn luôn. Cái này mà ăn không là hơi bị ngọt. Vừa nắng như này có một tô chè vậy ăn là hết bài rồi. Ở đây có ai giống Bom không? Bom là một người rất là hảo ngọt nha. Ăn trúng mấy cục nha đam ngon thiệt lắm.